Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta làm tiếp phần thứ 3, cũng là phần cuối cùng trong bài về Nguyễn Trường Tộ. Chúng ta sẽ phân tích thêm một số bản điều trần quan trọng khác của Nguyễn Trường Tộ, vấn đề tôn giáo, để thấy rõ thêm bản chất nhà Canh Tân vĩ đại của dân tộc như thế nào. Thế kỷ 19, vấn đề truyền đạo luôn luôn song hành với phong trào đi chiếm thuộc địa. Nhiều lúc truyền giáo là một cái cớ và tự do tôn giáo là một vũ khí lợi hại cho chủ nghĩa thực dân. Ông Nguyễn Trường Tộ hay tự khoe là người thông thái, nhưng ông không biết hay cố tình làm hại cho đất nước. Qua một bản điều trần về tôn giáo, chúng ta sẽ thấy sau đây. Chương 1. Tự do tôn giáo. Qua bản di thảo số 2, chúng ta sẽ thấy những nhận xét sai lầm về Nguyễn Trường Tộ về tôn giáo. Trong phần đầu của bài viết này, tôi đã cố tránh vấn đề gia tô giáo, vì không phải mục đích của bài viết này là để bàn về cái đó. Nhưng xét thấy lúc bàn về tự do tôn giáo, giáo môn luận và các bản điều trần có tính tôn giáo cũng là những bài quan trọng của Nguyễn Trường Tộ, nên tôi phải thảo luận thêm vài điểm chính của gia tô giáo, để từ đó chúng ta sẽ thấy cái oái âm đau thương của vận mạng dân tộc, đồng thời cũng để thấy được cái đúng cái sai của tư tưởng Nguyễn Trường Tộ về vấn đề tôn giáo nói chung. Sơ lược về thuyết Thượng Đế, Thánh Kinh và hành động của gia tô giáo. Kitô giáo gồm cả đạo Gia Tô, La Mã và Tin Lành, khởi đi từ ý niệm tin rằng Thượng Đế sinh ra vạn vật và tổ tông của loài người là ông Adam và bà Eva. Hai người này bị rắn dụ dỗ ăn trái táo Thượng Đế cấm, vì thế mang tội. Con cháu của hai ông bà về sau, tức là cả nhân loại, bị tội tổ tông từ ông Adam và bà Eva mà ra. Do đó mới có thuyết Chúa Kitô giáng trần để chuộc tội cho nhân loại. Câu chuyện về Thượng Đế được trình bày rõ ràng tỉ mỉ trong cuốn sách có tựa đề là How the Great Religion Began. Các tôn giáo lớn được bắt đầu như thế nào? Các tác giả giáo sư Joseph Gregg dạy khoa tôn giáo đối chiếu. Giáo sư Gregg khám phá ra rằng cách đây trên 4.000 năm, tại tỉnh Ur, địa phận Chadder, nằm giữa sông Euphrates và Tigris, vùng Trung Đông Do Thái Ai Cập, có ông thợ làm đồ gốm đất sét tên là Tera. Ông nặng tượng đủ các loại thần như thần cây, thần sông, thần núi, thần lửa, giống như thần bình voi, ông táo ở Việt Nam. Thiên hạ trong vùng mua về thờ, họ tin rằng các vị thần này sẽ phù hộ cho họ trong cuộc sống. Một hôm, ông Tera sai đứa con lớn tên là Abraham vào dọn dẹp xưởng nặng tượng. Ông Abraham đập bể tất cả các tượng đã nắn xong sẵn sàng để bán. Sáng hôm sau, ông bố vào xưởng thấy tượng bể ngổn ngang thành những mảnh đất sét vụn, bị bố vặn hỏi lý do. Người con trả lời rằng các ông thần này cãi lộn, đánh nhau vỡ tan tành, chỉ còn một ông sống sót đang cầm cái búa trong tay. Dĩ nhiên là bố không tin lời giải thích hoang đường ấy. Cuối cùng, người con thú nhận đã đập vỡ các pho tượng. Vì sợ dân trong vùng biết chuyện tượng thần mà họ tin tưởng nay bị đập vỡ, nên bốn con ông Tera về nhà về vùng Canaan, tức là vùng Palestine bây giờ. Abraham còn có tên là Ibri, Hebrew tiếng cổ của Do Thái. Ông lập nghiệp tại đây và sinh được một người con tên là Isaac. Isaac sinh Jacob. Jacob có tên là Israel. Con cháu của Israel gọi là Israelite. Dòng họ này sinh nhiều, tạo thành một bộ lạc sống nghề chăn chiên. Con thứ 11 của Jacob là Joseph đã dẫn cả bộ lạc của mình đi qua Ai Cập để sống vì nạn đói tại địa phương. Dân Ai Cập rất ghét dân Israel vì người Ai Cập thờ đủ loại thần như thần chó, thần mèo, trâu, bò, cá sấu, mà dân Israel thì không.
Vua Ai Cập bắt dân Israel làm nô lệ để họ phải thờ thần như người chủ của họ. Nhưng họ vẫn hờ hững. Vua Ai Cập ghét, ra lệnh giết tất cả các trẻ sơ sinh của dân Israel bằng cách nhận xuống nước. Có một em bé tên Môi-se bị thả trôi trên sông một cái giỏ. Công chúa vua Ai Cập tắm xong vớt được đem về nuôi. Lúc lớn lên, Môi-se thấy người Ai Cập hành hạ người nô lệ Israelite, cũng gọi là Hebrew. Môi-se bèn giết người lính Ai Cập. Rồi ít lâu sau, ông dẫn cả đoàn người Hebrew ra khỏi căn nhà nô lệ. Môi-se cùng em là Aaron tới gặp vua Ai Cập và nói rằng: Thượng Đế sai tôi đến đây để đòi cho nhân dân Hebrew được tự do. Vua Ai Cập Pharaoh mở sách có liệt kê Thượng Đế của các bộ lạc Edom, Moab, v.v. nhưng không thấy tên Thượng Đế của Môi-se đâu cả, nên không trả tự do cho dân Hebrew. Môi-se đưa cho Pharaoh xem cây gậy thần có chữ D gắn viết tắt của chữ Dan, có nghĩa là máu. Môi-se nói sẽ làm cho dân Ai Cập đổ máu và sẽ giết tất cả những ai là con sinh đầu lòng. Vua Pharaoh sợ vì ông là con đầu lòng. Câu chuyện thần thoại cho rằng Môi-se có tài biến hóa, tạo ra ếch trái xuất hiện khắp xứ Ai Cập và nhiều phép lạ khác. Vì thế Pharaoh cho Môi-se dẫn đoàn người Do Thái ra khỏi ngục tù nô lệ và về trú tại vùng đất hứa, tức là xứ Palestine bây giờ. Đoàn người Do Thái này tin rằng vùng đất hứa là đất mà Thượng Đế dành cho một giống dân được Thượng Đế chọn lựa. Trước lúc tới vùng đất hứa, Môi-se dẫn đoàn người qua núi Sinai. Ông để họ nghỉ tại chân núi, còn ông lên trên đỉnh núi. Sau 40 ngày, ông xuống và cầm theo một tấm đá có khắc 10 điều răn và nói là của thần. Hai trong 10 điều giáo lệnh đó là cấm dân Hebrew không được thờ bất cứ một loại thần nào ngoại trừ thần Jehovah, cũng gọi là Yahweh, và cấm không được giết người. Nhưng chính Môi-se giết người lính Ai Cập và giết những người thờ bò vàng dưới chân núi. Từ hơn 3.000 năm nay, tín bồ đồ Công giáo làm lễ vượt qua vào ngày thứ bảy để tưởng nhớ ngày Môi-se dẫn họ vượt qua khỏi Ai Cập sau hơn 400 năm làm nô lệ. Đó là tóm lược sự tích về thần, hay cũng gọi là Thượng Đế, trong cuốn sách kể trên tóm lược và dẫn theo Hoàng Hà Thanh trong cuốn Kitô giáo từ thực chất đến huyền thoại, văn hóa California, xuất bản Hoa Kỳ năm 1996, trang 15 đến trang 19. Chữ God tiếng Anh dịch đúng nghĩa là thần, do đó có một môn thần học. Nhưng để tăng vẻ quan trọng và thần thánh hóa, người Gia Tô Việt Nam dịch là Thượng Đế, cũng được gọi là Chúa Trời. Đoạn tóm lược về sự tích Thượng Đế nêu trên cho chúng ta biết sự xuất xứ gốc tích của Thượng Đế qua nhiều thế hệ để phát triển bộ lạc. Để giữ đất, người ta phải phủ lên danh từ God một màu sắc thần bí và gán cho nó một nhiệm vụ là tạo ra trời đất muôn loài. Nhất là thời Hoàng đế Constantine, thế kỷ thứ tư, theo ông Godfrey Bott, báo Register, Chủ nhật 25 tháng 9 năm 1988, Cali, Hoa Kỳ, Hoàng đế Constantine đã đốt tất cả sách kinh của Kitô giáo và thuê người viết lại theo quan điểm và chính sách của thời đại ông để giữ thuộc địa và bành trướng thế lực. Qua nhiều lần sửa đổi bởi nhiều người phàm trần viết, nhưng sợ thiên hạ không tin, vì thế lại phủ lên những màu sắc thần bí khác rồi gọi đó là thánh kinh chứ không phải phàm kinh. Bởi vì không đọc thánh kinh, không biết sách lược của thực dân, nên Nguyễn Trường Tộ cuồng tín đi theo họ, rồi đưa ra những nhận định sai lầm về Thượng Đế, tạo vật, Chúa Trời như sau. 1. Không thấy Thượng Đế là chúa tể cai trị các nước, cũng như vua là chúa tể trị vì một nước nào đó sao? Các nước khác nhau rất xa về ngôn ngữ, nhưng Thượng Đế cũng lấy một lẽ mà đổi chung cả vạn vật, khiến tất cả đều thỏa ý nguyện. Có thể mới sáng tỏ cái tài năng lớn và cái độ rộng lượng
Vua Đảm Đang. Công việc giúp thượng đế không phải là vua có thể biệt lập một trời đất mà là một mình cầm quyền được. Chẳng qua chỉ là một nhân cách, nhân vật đã được thượng đế tạo thành, an bài, đó là thương yêu, làm cho an ổn. Giáo môn luận, Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 116 và 117. So sánh đoạn văn trên của Nguyễn Trường Tộ với sắc lệnh của giáo hoàng Martin thứ năm 1417-1431, sau đây chúng ta thấy có những ý tứ trùng hợp. Sắc lệnh phát xuất từ nguyên lý là tất cả đất đai đều thuộc về Chúa Kitô và người đại diện Chúa Kitô, tức là giáo hoàng Bùi Kha, có quyền sử dụng tất cả các đất đai của người không theo đạo Gia Tô, nhưng kẻ ngoại đạo không có quyền sở hữu một mảnh đất nào. Nếu những người phi Gia Tô được cấp phát đất đai thì họ phải theo đạo Gia Tô, dù tự ý hay bị cưỡng bách. Năm 1493, giáo hoàng Alexander thứ 6 cũng ký sắc lệnh chia thế giới cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và buộc họ phải truyền đạo để giải thích lý do việc chiếm thuộc địa. Đối với tín hữu đạo Gia Tô thì giáo hoàng là người đại diện duy nhất cho Chúa. Từ đó chúng ta mới thấy cái thâm ý của Nguyễn Trường Tộ: không thấy thượng đế là chúa tể cai trị các nước, mà giáo hoàng là đại diện cho thượng đế. Vậy giáo hoàng có quyền cai trị nước ta, nước các nước, và vua Đảm Đang công việc giúp thượng đế, mà giáo hoàng là đại diện cho thượng đế. Như vậy vua chỉ là người giúp việc cho giáo hoàng mà thôi. Thế thì giáo hoàng có thể cách chức các vua bất cứ lúc nào. Con người thông thái như Nguyễn Trường Tộ trình bày có khác ấy. Đoạn văn trên của Nguyễn Trường Tộ cũng rập khuôn theo mấy cố đạo người Tây để nói rằng thượng đế độ lượng. Trong Di Thảo Lục Lệ Từ ở phần trước mục số 5 trang 72-73, Nguyễn Trường Tộ cũng nói rằng tạo vật yêu người, tạo vật quý trọng sự sống, tạo vật nhân ái. Nhưng thực tế đó là một âm thần rất dã man. Qua đoạn trích trong Kinh Thánh dưới đây, Dân Số Ký là một trong năm cuốn Kinh Cựu Ước của Gia Tô Giáo, chương 31 đoạn 1 đến đoạn 46 cho ta những chi tiết như sau. Đức Chúa Trời bảo ông Môi-se rằng hãy báo thù cho dân Gia Thái thuộc giống Midian, rồi người sẽ được về làm dân nước Chúa. Vì vậy ông Môi-se truyền cho dân rằng các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Midian để báo thù cho đất nước Chúa Trời. Vậy chúng giao chiến cùng dân Midian như Đức Chúa Trời đã bảo ông Môi-se và giết hết thảy đàn ông, dân Israel, Ra-ơn, bắt đàn bà và con đít Midian dẫn theo cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, đốt hết thành nhà ở và quê hương chúng nó, cũng lấy đem theo hết thảy của đoạn được bất kỳ người hay vật. Bây giờ hãy giết hết thảy các người đàn ông trong đám trẻ con và giết những người đàn bà nào mất trinh, nhưng các cô gái còn trinh thì để lại làm quà cho các giáo sĩ và binh lính. 31:2.18. Ông Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy dòng làm y như lời Đức Chúa Trời dạy bảo. 31:2.31. Tài sản cướp được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực. 31:2.34. Và 32.000 cô gái còn trinh. 31:2.35. Số 675.000 con chiên cái nói trên chia cho các binh lính 50%, còn Đức Chúa Trời 50%. 31:2.35 đến trang 36, đến đoạn 36 đấy. 16.000 cô gái còn trinh chia cho binh lính, 32 cô dâng cho Đức Chúa Trời. Môi-se và Ê-lê-a-ra lấy vật cướp được và cô gái còn trinh bắt được dâng cho Đức Chúa Trời, y như Đức Chúa Trời đã phán dặn cùng Môi-se. 31:2.41. Chính Chúa Trời chứ không phải ai khác đã trực tiếp ra lệnh phải cướp của, giết người, cưỡng dâm. Rồi chính Đức Chúa Trời cũng đòi thụ hưởng gái trinh nữa,
Thế mà Nguyễn Trường Tộ nói Chúa tạo vật, Thượng Đế độ lượng, thương yêu, nhân ái. Đấy, qua chỗ này cho nên các bạn hãy nên cố gắng đánh sâu khi mà thảo luận, bình luận, comment, nhớ đánh sâu vào vấn đề này. Từ này mình xin tạm dừng chút xíu ở chỗ này. Mình khi nói tới đoạn này mình rất là bức xúc, rất là bức xúc, khó chịu. Thì từ cái Thượng Đế hoang đường, hoang tưởng mà như thế mà gọi rằng là nhân ái, độ lượng, thương yêu, thì thấy nó không có phù hợp. Nhưng mà khối óc của người Việt Nam mình có một số người, tới mấy triệu người đấy, nhưng mà họ vẫn tin, họ mình không hiểu tại vì sao à. Không biết cái não của họ không bị oxy quá hay bị gì, ăn cái gì á, không phải ăn cơm. Nếu ăn cơm thì người ta sẽ đọc, người ta sẽ hiểu được, sẽ nhận thức được. Xin tiếp tục đi. Chúng ta có thể thông cảm ông Nguyễn Trường Tộ về thuyết vũ trụ và sinh vật mà khoa học mới khám phá sau này. Nhưng ở thời đại của ông, năm 1830, năm 1871, ít nhất là đã có 3 cuốn sách nổi tiếng viết về vũ trụ, về Thượng Đế và Kinh Thánh, và về sự tiến hóa của sinh vật. Đó là cuốn Dixon, Nigre, Philot, Fique, năm 1764, của Van Leyre, cuốn The Art of Reason của Thomas Paine, năm 1737 đến năm 1809, và cuốn The Origin of Species, năm 1859, của Darwin. Nguyễn Trường Tộ tự khoe về việc học cái cao của thiên văn, cái sâu của địa lý, cái phiền toái của nhân sự, cho đến luật lịch, binh quyền, tạp giáo, dị nghệ, không môn nào tôi không khảo cứu. Di thảo số 3, Trương Bá Cần, sách đa dẫn, trang 120. Nếu việc học quá tình được như vậy, thì ông Nguyễn Trường Tộ nên đọc Kinh Thánh và đọc 3 cuốn sách vừa kể trên để khỏi bị mấy giáo sĩ Pháp lừa gạt, và không nên tin những điều sai lầm. Với những lý sự cuồng tín về tôn giáo, hiểu sai vai trò và sự thật của tạo vật của Thượng Đế, Nguyễn Trường Tộ lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài trần tình về giáo môn luận này, và ra rác hầu hết 58 bài trần tình của ông, đã làm cho ông có một cái nhìn sai lầm về lịch sử, về cổ suý cho việc hợp tác với thực dân Pháp và Vatican, mà tôi đã chứng minh và sẽ chứng minh đó là giải pháp rất tai hại. Trong giáo môn luận, Nguyễn Trường Tộ viết tiếp: 2. Xét ra đạo Công giáo vào nước ta từ thời Lê, trước tiên các giáo sĩ Bồ Đào Nha đến giảng đạo ở tỉnh Hưng Yên, tiếp đến có các giáo sĩ người Pháp, người Y Pha Nho đến được điều người tin theo. Lúc bấy giờ giáo dân và những người trong đạo, trong ba đạo Phật, Lão, Khổng, tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng vẫn ân ái tiếp đón nhau, lễ nghĩa đối đãi nhau, năng lui tới với nhau, không có gì hiềm nghi, đều là con dân của nước nhà mà thôi. Từ khi ban hành lệnh nghiêm cấm thì mới sinh ra ghen ghét kỵ nhau, do ghen ghét kỵ nhau mới sinh ra tội lệ. Từ đấy giáo dân bị phiền nhiễu đến nỗi phải lưu ly thất sở mà mắc vào vòng hình phạt. Nước vốn trong, có quấy lên mới bị đục, nếu ngừng thì chốc lát sẽ trong trở lại. Bản điều trần số 2, giáo môn luận, Trương Bá Cần, sách đa dẫn, trang 116. Đoạn trên, Nguyễn Trường Tộ cho rằng vì lệnh cấm đạo nên mới sinh ra ghen ghét, kỳ thị, tội lệ, giáo dân bị lưu đày và bị hình phạt, là những ý tưởng rất sai lầm. Về và chắc chắn nếu ai có lòng yêu tổ quốc thì cũng không thể chịu được cái kế hoạch thực dân xâm lược của các ông cố đạo sau đây. 2.1. Linh mục mà Lagrange de la Lariet viết: theo thần, chiến tranh là cách duy nhất để đạt kết quả nghiêm chỉnh tại nước đó. Cần phải chấp nhận chiến tranh như là cách tốt nhất, nhưng phải đánh gấp ở Bắc Kỳ, Huế và Đà Nẵng. Cùng lúc nếu được thì lật đổ chính phủ,
bàn chuyện giải phóng cho hai dân tộc thua trận ở Công Trinh Chai và đặt lên ngôi ở Bắc Bộ một kẻ giả danh là con cháu nhà Lê. Nước Pháp cần phải làm cái gì lớn lao, quan trọng lâu dài, xứng với nó và hoàng đế của nó. Nếu nước Pháp chinh phục xứ này, có lẽ việc này không khó. Và cai trị trực tiếp, người dân Bắc Kỳ sẽ bằng lòng. Nhưng họ thích sống dưới sự bảo hộ và ảnh hưởng của Pháp với một ông vua riêng, đưa ra ảo tưởng để thuyết phục triều đình Pháp, Bùi Kha. 2.3. Linh Mục Húc nên chiếm tất cả nước Việt Nam. Ông trình bày trước Ủy ban Nam Kỳ, có một gia đình cho rằng mình thuộc dòng vua chính thống và có lẽ chúng ta có thể sử dụng nó để lật đổ triều đình hiện nay. Ngay từ đầu, nên lập chế độ bảo hộ mà giữ nước của vua này, lại nghiên cứu tổ chức trong nước giống với tổ chức của chúng ta, và cuối cùng sẽ tuyên bố chúng ta là chủ xứ đó. 2.4. Giám mục Fellerin. Việc lập một hiệp ước có chữ ký của vua, việc có mặt của một lãnh sự, việc mở mang các cảng, việc xuất hiện của hải quân bảo đảm được trong một thời gian mọi quyền lợi của chúng ta như một sự chiếm đóng hay là một nền bảo hộ thì tốt hơn nhiều. Những trích dẫn trên cho chúng ta thấy từ thời chúa Trịnh ở đàng ngoài, chúa Nguyễn ở đàng trong, giáo sĩ dòng tên Alexander Roth đã vận động chính phủ Pháp đánh chiếm Việt Nam. Về sau này, trước lúc Pháp đánh chiếm Đà Nẵng năm 1858, các giám mục, linh mục Pháp như Fellerin, Lagrange, Retort, Húc đã trình bày với nhiều triều đình Pháp và với Ủy ban Nam Kỳ để chiếm Việt Nam. Vậy mà nhà thông thái Nguyễn Trường Tộ lại nhận định quá sai lầm trong bài Giáo Môn Luận. Để cho vấn đề được vô tư, rõ ràng và chính xác hơn, tại sao triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Gia Tô La Mã, tôi xin trích dẫn ý kiến của Đô đốc Bap trong văn thư đề ngày 14 tháng 12 năm 1859 và ngày 25 tháng 12 năm 1859 sau đây. Sau khi đi khắp nước thấy nhiều, nghe nhiều, cuối cùng Đô đốc Bap công nhận lý lẽ vững chắc của triều đình Huế, chính ông cũng bực mình về thái độ của các nhà truyền đạo và con chiên của họ. Thật vậy, trong lúc dân chúng hoảng hốt chạy trốn khi quân Pháp kéo đến và tổ chức vũ trang tự vệ, ở nơi đông dân thì 3.000 tín đồ Gia Tô đi theo Pháp và xin được đưa vô Sài Gòn, là mà nơi mà ba vợ đã dựng lên một thị trấn, tôi ngạc nhiên biết bao. Khi hôm sau các nhà truyền giáo đến nói với tôi rằng các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo, họ nói như thế sao? Họ cũng không muốn có cảnh sát để nhận chặn đứng trộm cướp du đảng, bóc cướp thành phố. Và tôi rất hổ thẹn khi thú nhận với ngài rằng giáo hội Gia Tô tại An Nam đã ngạo nghễ đi rao giảng các nguyên lý đó. Ngoài ra, không người Việt Nam theo Gia Tô nào ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp. Ông vua Việt Nam không theo đạo không phải là vua của họ. Chắc bây giờ ngài đã hiểu tại sao vua quan đã coi các nhà truyền giáo là kẻ thù. Xem thế, một đô đốc thực dân Pháp cũng cùng tín ngưỡng cũng không thể chịu nổi những hành động của các giáo sĩ, chứ trách gì các vua quan triều Nguyễn. Tôi dẫn chứng hơi dài dòng về các hành động tình báo và chính trị các linh mục, giám mục, ngay cả các giáo hoàng La Mã để thấy rõ sự sai lầm và nguy hiểm của Nguyễn Trường Tộ lúc bàn về tự do tôn giáo và khuyên triều đình nên dùng giám mục linh mục vào việc canh tân, cũng như bài những việc giám mục Gautier có thể giúp. Dưới đây là sẽ trình bày một bản điều trần khác cùng thuộc về lĩnh vực tôn giáo. Chương 2. Dùng giám mục linh mục vào việc canh tân, viết vào tháng 8 năm 1866. Trong bản di thảo số 17 nêu trên, Nguyễn Trường Tộ lại còn táo bạo hơn lúc đề nghị nên dùng giám mục, linh mục vào việc canh tân. Và qua đề nghị này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái tư tưởng trọng đạo hơn quê hương của ông. Nguyễn Trường Tộ viết: Này giám mục lên kinh đô, những điều trước đây tôi đã bẩm điều gì, hoãn điều gì, gấp giám mục
cách giám mục có thể trình bày rõ được còn việc sắp đặt và sai phái như thế nào sẽ do triều đình quyết định. Trước đây giám mục đã từng bàn bạc với tôi rằng nếu triều đình muốn lần lượt canh cải để làm theo các phương pháp mới thì người rất vui mừng ủng hộ. Chỉ vì nay ta chưa có người, nếu thật tâm tin nhau khẩn khoản yêu cầu, giám mục sẽ đưa các linh mục và đạo đồ, một số có khả năng am hiểu tiếng Tây, học qua một vài phương pháp của phương Tây như Nguyễn Huấn, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Điều, Nguyễn Lâu chẳng hạn, sang Tây trước học gấp các kỹ thuật mới mỗi thứ một năm, rồi về sớm giúp vào việc áp dụng thi hành. Bởi vì bọn họ học sơ qua gấp rút trong một năm vẫn còn kết quả hơn là triều đình mở mang, mở trường mời người Tây đến dạy học trong 10 năm. Đó là những điều giám mục nói riêng với tôi như vậy. Về phần tôi chỉ dùng lời khéo léo dẫn dụ giám mục vào các người ấy để họ vui vẻ cầu tiến mà thôi. Chứ tôi không có quyền sai sử. Nếu triều đình muốn gấp rút thực hành để tạm thời ứng dụng thì chỉ nên bắt đầu một hai người, và trong khi thương nghị cùng giám mục nêu trên rõ tên những người triều đình muốn khẩn khoản, muốn khẩn phái sang Tây học, giám mục sẽ không từ chối được. Nhưng không nên nói cho giám mục biết đó là những điều tôi đã góp ý trước với triều đình, dẫn theo Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 188. Một cách tổng quát qua các sử liệu đã dẫn ở trên, chúng ta thấy từ con chiên đến linh mục, giám mục như Fellerin, Retort, Gauthier, Húc và ngay cả các giáo hoàng là những người rất nguy hiểm cho vận vạn quốc gia Việt Nam, nên không thể nhờ và dùng vào việc canh tăng được. Tuy vậy, để được công bằng, chúng ta nên tìm hiểu lý lịch các linh mục và Nguyễn Trường Tộ đề nghị trong đoạn văn nói trên. Sơ lược về các linh mục và giám mục mà Nguyễn Trường Tộ đề nghị vào việc canh tăng, chúng ta có các chi tiết sau đây. 1. Theo bài viết Nguyễn Trường Tộ học ở đâu của nhà học giả Đào Duy Anh trong tạp chí Tri Tăng số 7 năm 1941, trang 167, cho chúng ta biết chi tiết về Nguyễn Trường Tộ và linh mục Nguyễn Hoàng như sau. Nguyễn Trường Tộ học rộng nhưng viết và nói tiếng Pháp không thạo lắm. Vì ông không chuyên học chữ Pháp ở Bên Năng, trường huấn luyện thông ngôn ở Mã Lai, Bùi Kha, như các ông Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Hoàng, bởi thế ông không khi nào làm thông ngôn. Mà khi giúp việc cho Xúy Phủ thì chỉ làm việc từ hàng, cũng như Tôn Thọ, Tường. Mỗi khi triều đình cần dùng người thông ngôn thì Nguyễn Trường Tộ cứ giới thiệu Nguyễn Hoàng, linh mục Hoàng, chứ tự mình không khi nào đương việc ấy. 2. Về những người làm thông ngôn như Nguyễn Hoàng, những viên thư ký như Nguyễn Trường Tộ, nhà sứ học Khuôn Tru đánh giá họ như thế nào? Xin xem lại phần 2. Dưới đây tôi chỉ tóm lược. Về sau, đề đốc Rionier nói: chúng tôi chỉ có những giáo dân và bọn du thủ du thực. Đại tá Ban Nát cũng viết bọn lang bạc bị trục xuất khỏi làng vì đói rét, hoặc vì tội phạm xô về với đây với cái lưng mềm dễ uống. Họ ham sống sợ chết, họ hoàn toàn hờ hững với cuộc đấu tranh của dân tộc họ, phụng sự bất cứ những ông chủ nào. Người ta tuyển dụng trong số họ tất cả dân viên hành chính cần thiết cho địa phương, hoặc những người giúp việc gia đình làm đầy tớ khuôn vác chạy giấy và có những tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của hội truyền giáo. Chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà quân đội thực dân mới đổ bộ lên làm quen với người Việt Nam. Qua ba sử liệu vừa trích dẫn trên cho thấy chính đề đốc và đại tá người Pháp cũng đánh giá người Việt Nam theo Gia Tô lúc bấy giờ. Những người thông ngôn, phiên dịch, ghi chép là những kẻ khốn nạn, lưng mềm, dễ uống, ham sống, sợ chết, phụng sự bất cứ những ông chủ nào. Đấy, bây giờ mới lòi ra tiếp đây. Lòi ra những kẻ mà theo đạo Gia Tô thì những kẻ khốn nạn, ham sống, sợ chết,
dễ lưng mềm dễ uống à. Thế những tên giám mục, những tên linh mục ở Việt Nam đây là toàn những tên này nè, nên nhớ. Còn giám mục Cao Thí Ơ, thầy của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Hoàng và Nguyễn Điều là những tên gián điệp mà tôi đã đưa ra điền nhiều dẫn chứng ở phần trước, nhất là các trang 118 đến trang 135. Sau đây là một số dẫn chứng khác cho thấy cả thầy lẫn trò của Cao Thí Ơ nói trên là những thành phần nào. 3.1. Theo sự tích ông Nguyễn Trường Tộ thì năm 1858, giám mục Cao Thí Ơ có đem vào Đà Nẵng cụ Khang, cụ Điều, người An Phú, cụ Huấn, người Trung Hậu. Khi ấy cả ba ông chưa thụ chức thầy cả. Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, phần chú thích, trang 190. Sau này chúng ta chỉ thấy Nguyễn Hoàng, Nguyễn Điều và John Nett vì cùng đi Pháp với giám mục Cao Thí Ơ và Nguyễn Trường Tộ năm 1867, năm 1868. Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 90. Cao Thí Ơ dẫn thấy ông này vào để đón giặc Pháp chiếm Đà Nẵng năm 1858 mà chúng ta được biết rõ thêm như sau. 3.2. Theo lời khai của một lang y người thôn Thuận An, Tổng Thanh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tên Trần Vinh bị tàu Pháp bắt đem đi rồi sau trốn thoát được. Kể lại thì ngày 10 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 năm 1858, tàu Pháp trên đó có Trần Vinh đến đảo Nhãn Sơn trước cửa Mành Sơn để đón Đức Thầy Huy và Cố Lý, tức giám mục Cao Thí Ơ và linh mục Croc, cũng có tên là Hậu và Hòa. Nhưng hôm qua hai vị đã lấy thuyền nhà chung với 8 người đi rồi. Khi tàu Pháp trở về Trà Sơn, Đà Nẵng thì thấy thuyền nhà chung đã ở đó rồi. Xem châu bản Triều Nguyễn 22/47, các châu sĩ Pháp tập trung khá đông đảo tại Đà Nẵng, đứng đầu là giám mục Feller đã cùng nhau làm áp lực để quân Pháp chiếm đánh thẳng Huế cho đóng dứt điểm. Nhưng bộ chỉ huy quân sự Pháp đánh giá là không thể dễ dàng tiến đánh Huế mà phải chuyển hướng về Sài Gòn. Do đó trước khi đem quân vào Sài Gòn, đô đốc Rigaud de Genolais đã tìm cách bắt buộc các giáo sĩ Pháp hoặc trở về nhiệm sở hoặc đi tạm lánh ở Hồng Kông. Giám mục Cao Thí Ơ cùng với Nguyễn Trường Tộ và những người tháp tùng đã đi Hồng Kông trong những điều kiện như thế nào? Vào đầu năm 1859, Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 22. Qua hai đoạn văn trên mà tôi đã trích lại của linh mục Trương Bá Cần, tiến sĩ sử học Pháp, chúng ta thấy giám mục Cao Thí Ơ, giám mục Rock, linh mục Nguyễn Hoàng, linh mục Nguyễn Điều và Nguyễn Trường Tộ tổng cộng là 8 người đã có mặt tại Đà Nẵng để chào mừng quân diễn chinh xâm lăng Pháp, chứ không thể nào có hành động nào khác như đi truyền đạo hay du lịch. Đoạn văn thứ hai trên còn cho biết các giáo sĩ Pháp tập trung khá đông vào tại Đà Nẵng. Đứng đầu là giám mục Feller, là người được giáo hoàng Pio thứ 9 tán thành cuộc vận động để Pháp đánh chiếm Việt Nam. Bùi Kha, xin xem phần trước. Đã cùng nhau làm áp lực để quân Pháp chiếm đánh thẳng Huế cho chống dứt điểm. Đô đốc Ronny Leigh không đồng ý vì thấy đó là vấn đề nguy hiểm, nên đã tìm cách bắt buộc các giáo sĩ Pháp hoặc trở về nhiệm sở hoặc đi tạm lánh ở Hồng Kông. Giám mục Cao Thí Ơ cùng với Nguyễn Trường Tộ là những người Pháp tùng đã đi sang Hồng Kông đầu năm 1859. 3.3. Linh mục Trương Bá Cần cho biết thêm. Hơn nữa, nếu Nguyễn Trường Tộ có đi Pháp thì sớm nhất là giữa năm 1859 mới tới nơi và khó có thể có mặt ở Hồng Kông đầu năm 1861 để cùng với giám mục Cao Thí Ơ trở về Sài Gòn. Theo yêu cầu của đô đốc Chakner, chuyên viên chỉ huy được giao trách nhiệm gom quân để mở rộng vùng chiếm đóng ở Sài Gòn. Trương Bá Cần, sách Đại Dẫn, trang 22. Nói kết ba đoạn vừa trên, theo thứ tự thời gian, chúng ta thấy hai linh mục Nguyễn Hoàng và Nguyễn Điều mà Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình dùng vào việc canh tân thì tất cả hai ông đều đã có mặt trong đám linh mục Pháp, mà đứng đầu là giám mục Feller.
áp lực để quân Pháp đánh thẳng Huế cho chóng dứt điểm. Còn Nguyễn Trường Tộ thì có mặt trong đám giáo sĩ gián điệp và thực dân hai lần. Lần đầu là tại Đà Nẵng năm 1858, bị đô đốc Genori bắt buộc đi Hồng Kông cùng với thầy mình là Gautier. Lần thứ hai năm 1861, cùng với giám mục tình báo Gautier trở về Sài Gòn theo yêu cầu của đô đốc Channer để mở rộng vùng chiếm đóng ở Sài Gòn. Qua đó chúng ta thấy rõ Nguyễn Trường Tộ có mặt giữa đoàn quân xâm lăng Pháp trong hai biến cố trọng đại: chiếm Đà Nẵng năm 1858 và mở rộng vùng chiếm đóng ở Sài Gòn năm 1861. Lịch sử đã không cho thấy Linh Mục Hoàng, Linh Mục Điều và Nguyễn Trường Tộ có một lời phản đối nào trước hai cuộc xâm lăng của thực dân Pháp nói trên, mà chỉ cho thấy có mặt trong đoàn quân chiếm đánh nước ta. Để làm sáng rõ thêm các chi tiết như số lính, ngày tháng và kết quả của đoàn quân Channer, trong đó có cả Nguyễn Trường Tộ và Gautier, mà Linh Mục Trương Bá Cần đã nêu trên, sử liệu cho thấy rằng lúc ký xong hòa ước với Trung Quốc ngày 25 tháng 10 năm 1860, Phó Đô đốc Channer lên đường đi Sài Gòn để tăng cường việc chiếm đóng. Ông ta đến đây vào tháng 2 năm 1861 cùng với 3 tiểu đoàn bộ binh, 1.200 lính thủy đánh bộ và gần cả hạm đội mang theo vật dụng cần thiết. Liên tiếp các ngày 25, 26, 27 tháng 2, lực lượng Pháp chiếm Hoa Kỳ. Sách đã dẫn bản luận án thi bằng Ronell trang 133 ghi chú Channer lúc đó chỉ là phó đô đốc chứ chưa phải đô đốc. Có lẽ Linh Mục Trương Bá Cần nhầm lẫn. Nếu các vị linh mục nêu trên không thuộc loại người khốn nạn công lưng chạy theo thủ đoạn mới như đại tá Bernard người Pháp nhận định, thì cũng không thể dùng mấy vị này vào việc canh tân đất nước được. Không phải ai nói được tiếng Pháp, làm được thông ngôn thì có thể học được kỹ thuật mới. Nghề linh mục thì có thể canh tân giáo hội, còn canh tân đất nước thì cần phải đặt vấn đề. Hơn nữa, bốn vị linh mục trên được vị giám mục tình báo Gautier dẫn dắt cũng làm chúng ta vô cùng lo âu cho cuộc canh tân nếu triều đình dùng đến họ. Ngay cả Nguyễn Trường Tộ đi sát với một vị giám mục tình báo trong một bối cảnh đất nước lúc bấy giờ và có mặt ít nhất là hai lần trong đoàn quân xâm lăng nước ta. Và theo đám giáo sĩ gián điệp nước ngoài, có cho phép chúng ta nghi ngờ Nguyễn Trường Tộ là một người Việt gian hay không? Và Linh Mục Nguyễn Hoàng và Nguyễn Điều đã đến Đà Nẵng đón rước quân xâm lược Pháp, vậy họ chỉ được dùng vào việc canh tân cho sách lược của Pháp để đồng hóa dân tộc Việt Nam ta mà thôi. Sử liệu cũng cho thấy sau khi Nguyễn Trường Tộ chết năm 1871, ý kiến đề nghị dùng giám mục linh mục vào việc canh tân đã có phần kết quả như sau. Sau khi Hàm Nghi lên ngôi, đi kháng chiến Chánh Mông, sang tòa khâm sứ Pháp xin de Coucy để tên đại tướng giặc Thương Tình cho hai đội lính Pháp hộ tống sang thành nội làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế. Đặt ra niên hiệu Đồng Khánh thì ông vua Bù Nhìn này được sự cố vấn của Trương Vĩnh Ký và Linh Mục Nguyễn Hoàng, chức ngự tiền hành nhân, hợp cùng tay sai đắc lực Pháp như Nguyễn Hữu Độ, Phan Liêm, ra sức dùng mọi danh lợi kêu gọi nghĩa quân, phong trào nghĩa quân Quảng Nam, trang 340, cùng trang 340 sách này, tác giả Nguyễn Sinh Duy, chú thích thêm. Còn Nguyễn Hoàng có chỗ chép rằng, chép Hoàng, sinh năm 1839, người Hà Tĩnh theo đạo Thiên Chúa, từng du học ở chủng viện Penang, Mã Lai năm 1876, được cử làm tham biện thương chính ở Hải Phòng và Hải Dương. Năm 1885, hàm hường Lô, tự Khánh Kim, tham biện viện cơ mật. Năm 1886, giữ chức phụ tế đại thần và ngự tiền triều vua Đồng Khánh. Thật là đại họa, triều đình và nhà Nguyễn nuôi ông tay áo, nhận giặc làm con. Đến lúc Đồng Khánh được de Coucy cho lên ngôi làm vua Bù Nhìn, để dễ sai, dễ bảo, thực dân Pháp đã đưa được ít nhất là hai tên Việt gian là Linh Mục Nguyễn Hoàng và Trương Vĩnh Ký giữ chức quan trọng trong triều đình
vua Tây Sai Đồng Khánh. Trương Vĩnh Ký là một giáo sĩ Gia Tô tu xuất và đã viết thư Tây yêu cầu chính phủ Pháp đánh chiếm Việt Nam. Xin xem cuốn Kitô giáo từ thực chất đến huyền thoại. Như đã dẫn chứng ở đoạn trước, Nguyễn Trường Tộ đề nghị dùng giám mục linh mục canh tăng kiểu này thì thật là hoàn toàn đúng ý và đúng kế hoạch của giám mục Bunginer và Gauthier, nhanh chóng biến Bắc Kỳ thành một nước Pháp nhỏ, dĩ nhiên sau đó là đến lượt Trung Kỳ và Nam Kỳ. Muốn rõ thêm một linh mục giám mục có thể để dùng canh tăng xứ sở hay không, chúng ta không nên nên biết qua cái bổn phận mà họ được đào tạo từ xưa đến nay. B. Nhiệm vụ của một linh mục giám mục. Để vấn đề được chính xác hơn, chúng ta nên nghe lời phát biểu của linh mục Trịnh Văn Phát: giúp quê hương không phải là bổn phận trực tiếp của tôi, nhưng tôi có bổn phận với giáo hội vì tôi là người của giáo hội và được đào tạo để sau này phục vụ cho giáo hội. Có nhiều anh em yêu cầu tôi giúp địa phận, tôi thẳng thắn trả lời là tôi không có tự do lựa chọn. Tôi đã được huấn luyện để phục vụ theo nhu cầu của giáo hội. Tập san Giáo hoàng Học viện BO thứ 10 Đà Lạt, liên lạc số 2, tháng 7 năm 1995, trang 72, nhóm Úc Châu thực hiện. Dẫn theo Lê Trọng Văn trong tác phẩm Việt Nam, những sự kiện lịch sử trong thế kỷ 20, Hoa Kỳ năm 1997, trang thứ 8. Mục đích huấn luyện linh mục là để phục vụ cho giáo hội mà các giáo hội Gia Tô trên toàn cầu lại phản trực tiếp lệ thuộc vào Vatican. Giám mục linh mục không có quyền thoát khỏi sự đặc để và chỉ thị trực tiếp của giáo hoàng La Mã. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên lúc Vatican bật đèn thì các cố đạo ngoại quốc hướng dẫn hoặc toa rập với các phong trào chiếm thuộc địa như chúng ta đã thấy trong bài này. Cũng vì vậy mà ngay cả 70 năm sau khi Nguyễn Trường Tộ chết, giám mục Nguyễn Bá Tòng năm 1940 tại nhà thờ Phát Diệm đã nhận lãnh ngũ hạng Bắc Đẩu Bội Tinh do Tổng thống Petain, trưởng quốc pháp tặng. Trong phần đáp lễ, giám mục Nguyễn Bá Tòng nói tỏ lòng cảm ơn chính phủ, tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với mẫu quốc pháp. Xin xem cuốn Hội Hè Định Đám của Toan Ánh. Với bổn phận của một giám mục linh mục như thế, nên trong thư viết tay của ngày 21 tháng 8 năm 1944, giám mục Ngô Đình Thục, anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, từ tòa truyền giáo Vĩnh Long gửi cho Đô đốc Jean Decaux. Chúng ta thấy có đoạn: với tư cách của một giám mục, của một người anh nam, và với tư cách là người con của một gia đình và thân phụ tôi, tức là Ngô Đình Khả, Bùi Kha, được phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Linh mục Hoàng Vinh, Hoàng Quỳnh cũng đã từng tuyên bố thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Mình đã từng đưa cái tên linh mục Hoàng Quỳnh này lên trên YouTube trong cái bài trước, những cái bài trước đó. Các bạn cũng thấy mặt rõ thì coi lại những cái như là ba clip trước. Linh mục giám mục được đào tạo với mục đích để phục vụ giáo hội hay phục vụ Vatican cũng thế, Bùi Ca. Còn Nguyễn Hoàng và Nguyễn Điều thì đã công lưng theo Pháp. Vậy mà Nguyễn Trường Tộ lại đề nghị triều đình tự đức nên dùng giám mục linh mục vào việc canh tăng là một hậu ý hết đường phê phán. Đoạn kế tiếp của bản điều trần này, Nguyễn Trường Tộ viết: xin giám mục giúp đỡ nói rõ rằng triều đình muốn giám mục, từ giám mục gián điệp Gauthier Bùi Kha đến La Mã đạo đạt lên đến giáo hoàng. Vì về ý muốn giao hảo, tôi quả thật bị choáng váng với cái đề nghị tai hại này nên không dám bàn, thêm sợ thiếu ái ngữ. Cũng như hầu hết những người Việt Nam khác, lòng tự ái dân tộc, tình yêu quê hương nồng nàn. Nhưng lúc thấy giám mục Gauthier, giám mục Solier, giám mục Rock, linh mục Nguyễn Hoàng, linh mục Nguyễn Điều
và Nguyễn Trường Tộ là những người hoặc có tham dự ít nhiều vào việc mở trường đại tại Huế, hoặc Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình nên dùng vào việc canh tân đất nước, thì chính những người này lại có thể có những hành động đoán rước, hợp tác, hỗ trợ cho thực dân Pháp xâm lăng quê hương trong bước đầu chiếm Đà Nẵng và mở rộng vùng bị chiếm đóng tại Sài Gòn. Nghĩ lại cái cảnh toa rập, áp lực và công lưng ấy, tôi làm tôi bị quặn đau, bị xe lại và buồn thương cho đất nước, cho triều đình vua Tự Đức không hề biết gì về hành động nguy hiểm của các người đó. Vì thế, để tránh điều thiếu ái ngữ, tôi không dám nhận định thêm một số bài di thảo có tính tôn giáo như di thảo số 13, những việc giám mục Gautier có thể giúp. Di thảo số 48 thương lượng với giám mục Rock. Nhưng đất nước Việt Nam vẫn còn có phước, triều đình nhà Nguyễn vì ngu muội không chịu áp dụng những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ. Còn không thì những con vi trùng trong thịt sư tử đã ăn hết cả thịt lẫn xương của sư tử từ lâu rồi. Trước khi qua phần tổng luận, tôi có một ý kiến nhỏ với Linh Mục Trương Bá Cần về danh từ giáo sĩ. Tôi chưa hề nghe ai nói giáo sĩ là nhân sĩ tôn giáo bao giờ. Chỉ được biết danh từ giáo sĩ là chỉ các vị đi tu bệt đạo gia tôn. Và theo tờ trình của tỉnh Nghệ An ngày 26 tháng 4 năm 1870 của Hoàng Tá Viêm, Ngụy Khắc Đản và Trần Nhượng, thì Nguyễn Trường Tộ trước là Linh Mục Trương Bá Cần, sách đã dẫn trang 478. Có lẽ vì thế mà nhiều người gọi Nguyễn Trường Tộ là giáo sĩ, chứ không phải giáo sĩ là nhân sĩ tôn giáo. Tiếp theo, Nguyễn Trường Tộ trong chiêu bài canh tân. Phần 4, tổng luận. Nhận định một số bài di thảo quan trọng nhất của Nguyễn Trường Tộ bằng cách lồng chúng vào một bối cảnh lịch sử của nước nhà và tình hình tôn giáo, chính trị, kinh tế của thế giới lúc bấy giờ, cho phép chúng ta có được một bức tranh khá chính xác về Nguyễn Trường Tộ. Về kiến thức và tâm huyết, Nguyễn Trường Tộ tự trình bày về kiến thức của mình như sau. Về việc học không môn nào, tôi không để ý tới cái cao của thiên văn, cái sâu của địa lý, cái phiền toái của nhân sự cho đến luật lịch, binh quyền, tạp giáo, dị nghệ, các môn sách trí, thuật số, không môn nào tôi không thảo cứu, nhất là để nghiên cứu về sự thế học, ngang, thế dọc, thế ngang, tăng hợp trong thiên hạ, di thảo số 3. Nhưng thực tế, tất cả 58 bài di thảo của Nguyễn Trường Tộ mà chúng ta hiện có được, Nguyễn Trường Tộ dẫn chứng điển tích hầu như hoàn toàn là của Trung Hoa, không có bao nhiêu điển tích về Tây Âu, ngoại trừ về Tân Thế Giới Hoa Kỳ, năm xứ Ấn Độ và tình hình giữa Anh và Pháp, nhưng lại dẫn sai sự kiện lịch sử có hậu ý mà tôi đã chứng minh trong phần nhận định về bản di thảo Lục Lợi Từ. Về Thánh Kinh và sách lược của đạo Gia Tô La Mã thì Nguyễn Trường Tộ hầu như sai lầm hoàn toàn. Vì cuồng tín thiếu trí tuệ, yêu La Mã và làm lợi cho Pháp chứ không phải cho quê hương Việt Nam. Đã thế, Nguyễn Trường Tộ còn có những câu đả kích nặng nề về những người dùng điển cố trong Trung Hoa như sau. Ngày đêm luôn miệng kêu réo những người từ bên Tàu chết đã mấy ngàn năm, như Tiêu Hà, Hàn Tín, phải chăng chúng ta ngày nay còn mang ơn họ? Phải chăng người thời nay không bị kịp người thời xưa, hay muốn kêu cho họ sống lại? Như vậy mà cứ học cho đến bạc đầu, thật là cái quái gở không thể nào hiểu nổi. Di thảo số 27 tới cấp bát điều. Nhưng hầu hết trong 58 bản điều trầm, Nguyễn Trường Tộ lại dùng rất nhiều điển cố Trung Hoa. Ngay cả về võ bị, Nguyễn Trường Tộ cũng không có những sách kiến nào về cách bày binh bố trận theo lối hiện đại của phương Tây thời bấy giờ, mà toàn là lặp lại những mưu lược trong cuốn Tôn Ngô Binh Pháp, là một cuốn sách về lược binh bị Trung Hoa cổ, mà hầu như các người cầm quân ai ai cũng đều có đọc qua, ngay cả học sinh trung học như tôi lúc trước. Sở dĩ Nguyễn Trường Tộ không thể sử dụng một số điển tích Tây Âu vì tiếng Pháp của Nguyễn Trường Tộ chỉ đủ để làm từ hàng, tức là thư ký phiên dịch.
hơn 10 năm kháng khích với thầy của mình là giám mục Tình Báo Gauthier. Không biết Nguyễn Trường Tộ có biết thầy mình là tình báo hay không? Nếu không thì Nguyễn Trường Tộ là một người quá ngây thơ, thiếu trí tuệ. Nếu biết mà vẫn theo, không chịu tố cáo thì Nguyễn Trường Tộ là người đồng lõa và có tội với đất nước. Chúng ta có thể nói là mà không sợ sai rằng Nguyễn Trường Tộ biết rất rõ kế hoạch và âm mưu đồng hóa dân tộc Việt Nam của thầy mình. Vì hai người kháng khích với nhau không phải một thời gian ngắn mà suốt hơn 10 năm. Ít nhất là từ năm 1858 đến lúc Nguyễn Trường Tộ chết năm 1871. Đó là chưa nói đến các nghi vấn khác là Nguyễn Trường Tộ chỉ dạy chữ Hán một thời gian ngắn ở xã Đoài và được triều đình vua Tự Đức cung cấp tiền bạc lúc nào. Triều đình sai phái công việc, các khoản chi tiêu đắt đỏ còn lại như sống ở Hồng Kông, ở Pháp, đi các nước, tiền trị bệnh và nuôi mẹ già lấy đâu ra? Dĩ nhiên là giám mục Gauthier giúp. Nhưng giúp nhiều như vậy chẳng lẽ không có lợi ích gì cho công tác làm gián điệp và chương trình Pháp hóa và gia tô hóa nước ta vì giám mục này? Do đó, nếu lời nói đầu của cuốn Nguyễn Trường Tộ với vấn đề canh tân đất nước viết rằng một con người, một trí thức đầy tâm huyết đối với dân tộc và đất nước, thì phải hiểu đây là dân tộc Pháp, nước Pháp và nước La Mã, chứ có lẽ không phải là dân tộc Việt Nam. Còn đề nghị mời ông làm thủ tướng hay cố vấn như nhà văn Thuế Uyên, thì kế hoạch đồng hóa của Pháp của giám mục Bungineer và Gauthier chắc chắn đã tốn kém và thành công nhanh chóng. Về sự nghiệp, Nguyễn Trường Tộ xây dựng hai cái nhà thờ để làm chỗ trú ẩn cho các giáo sĩ tình báo đồng lõa lừa dối triều đình vua Tự Đức trong việc mua máy, mời thầy giáo để mở trường kỹ thuật ở Huế, không có mặt trong hàng ngũ nhân dân Việt Nam để kháng Pháp tại Đà Nẵng. Trái lại, cùng đi với giám mục tình báo Gauthier với linh mục Nguyễn Hoàng, Nguyễn Điều và bốn người khác đến Đà Nẵng trước giờ Pháp đánh chiếm để chào mừng và có mặt trong đám giáo sĩ người Pháp mà những người này đã làm áp lực quân đội đánh Pháp Huế cho chống dứt điểm, nhưng bị đô đốc Galilei đuổi đi Hồng Kông vì Galilei không đồng ý đánh Huế cho do áp lực của các giáo sĩ này. Trong đám giám mục, linh mục bị đuổi có Nguyễn Trường Tộ. Năm 1861, vâng lời của Phó Đô đốc Chartner để cùng với giám mục tình báo Gauthier về lại Việt Nam. Để mở rộng vùng chiếm đóng tại Sài Gòn, Nguyễn Trường Tộ được giao phó công việc từ hàng, phiên dịch cho Tổng hành dinh Pháp. Sau khi thôi làm việc thư ký này, Nguyễn Trường Tộ làm một công việc trọng đại hơn là tùy theo tình hình xâm lược của Pháp để viết các bản điều trần. Lỏng giả thành chân, lúc thì hăm dọa quân Việt dân Việt Nam ở đâu thuận với họ thì phúc, chỗ nào trái với họ thì họa, lúc thì đưa ra những đề nghị canh tân không tưởng hoặc những đề nghị vô cùng tai hại cho quốc gia để có lợi cho Pháp và Vatican, lúc thì nịnh bợ triều đình để dễ bề làm việc như bài ngôi vua là quý, chức quan là trọng, lúc thì làm như có vẻ yêu tổ quốc và chống Pháp như bài bổ túc kế hoạch đánh úp gia đình viết năm 1871. Thực ra viết bài này là để tránh sự bại lộ và che đậy âm mưu của mình, hoặc để thử lòng triều đình rồi sau đó thông báo cho Pháp. Chứ nếu Nguyễn Trường Tộ thực lòng với đánh úp gia đình, tại sao không bàn với triều đình vận động và hỗ trợ phong trào kháng Pháp tại Nam Kỳ đánh? Vì lúc đó phong trào kháng Pháp tại Nam Kỳ rất hùng hậu dưới sự thống lãnh của Thiên Hộ Dương, Thủ Khô Huân, Trương Công Định, v.v. Hơn nữa, chúng ta nên nhớ rằng Pháp đã chiếm thêm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ vào năm 1867 và lúc Nguyễn Trường Tộ đề nghị đánh úp gia đình là năm 1871. Nghĩa là Pháp đã củng cố và tổ chức chặt chẽ bộ máy cai trị của họ hoàn toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ để chuẩn bị chiếm Bắc Kỳ năm 1873. Vì thế, nếu giả sử việc đánh úp gia đình được thực hiện thì phải có một kế hoạch quy mô dương đông kích tây, giữ đằng trước đánh úp đằng sau, chặn địch viện trợ các đường tiếp tế, cân nhắc lực lượng giữa ta và địch.
chứ không thể làm khơi khơi như trẻ em chơi trò trốn tìm, tuyển chọn một nhóm người từ Bắc vào Trung. Lương thực, khí giới và tinh thần không có thì đánh được ai? Do đó trong bản Châu Triều Nguyễn, chúng ta thấy triều đình vua Tự Đức đã nghi ngờ kế hoạch này của Nguyễn Trường Tộ, tức là triều đình đã thấy được ông ta là một phần nào. 3. Hô hào canh tăng. Như chúng ta đã thấy, có nhiều đề nghị của Nguyễn Trường Tộ không thể áp dụng được. Thứ nhất, xa vời với thực tế, sai sử liệu và nguy hiểm, như trong bài Thiên Hạ Đại Thế Luận, Lập Lợi Từ, Tế Cấp Bắc Điều, vân vân. Thứ hai, hoàn cảnh đất nước không cho phép quốc gia không có chủ quyền, như vụ mưu tàu London bị lừa gạt, vụ tên lái buồn đúp bui ở Bắc Kỳ. Do đó lúc đề nghị dùng hội nước ngoài để khai thác tài nguyên, chúng ta phải thận trọng. Mà bằng chứng hùng hồn là Tổ quốc Việt Nam có nhờ giáo hoàng La Mã, có nhờ mấy ông cổ đạo đem văn minh Kitô vào đất nước Việt Nam ở đất nước Việt Nam đâu. Và triều đình Việt Nam đâu có nhờ thực dân Pháp khai hóa và đồng hóa dân tộc Việt Nam, mà họ cũng mang ngang nhiên xâm lược. Nhiệm vụ hàng đầu của Việt Nam trong giai đoạn Pháp xâm lăng là đánh giặc cứu nước, thiết lập lại chủ quyền và công việc ưu tiên. Nhà cháy không bàn tính phương pháp cứu chữa mà đi lo kêu người khác đến bàn chuyện đi buôn. Đó là chưa nói đến việc dồn hết tâm lực vào việc phụ để quên đi việc chính là đánh đuổi quân xâm lăng. Do đó tôi đồng ý với giáo sư Văn Tân lúc nhận định rằng, nhưng giả sử các đề nghị của cải cách, giả sử có giá trị của Nguyễn Trường Tộ được thi hành, thì việc đó không những không cứu được nước Việt Nam, mà trái lại chỉ tạo điều kiện làm cho nước Việt Nam chóng mất. Trích trong bài Nguyễn Trường Tộ và những đề nghị cải cách của ông. Văn Tân, tập sang Nghiên cứu lịch sử Hà Nội, số 23, tháng 2 năm 1961, trang 26. Thứ ba, thực ra Nguyễn Trường Tộ viết những bản điều trần theo sách lược củ cà rốt và cục xương và núp bóng dưới chiêu bài canh tăng để làm lợi cho Pháp và Vatican. Mặc dù một vài bản điều trần trông có vẻ thành khẩn và thực tế như kế hoạch thu hồi 6 tỉnh, không nên cho giám mục biết tôi nói, nhưng hậu ý của Nguyễn Trường Tộ là cái khác chứ không phải cái đó. Thứ tư, một số đề nghị khác của Nguyễn Trường Tộ, nếu triều đình Tự Đức áp dụng thì Việt Nam trở thành một cổ ba trọng. Trọng thứ nhất là thỏa hiệp với thực dân Pháp, mà tôi đã chứng minh là hoàn toàn sai lầm. Mục đích của Nguyễn Trường Tộ là để cho Pháp có thì giờ dưỡng binh xúc nhuệ, chữ của Nguyễn Trường Tộ, để thực hiện kế hoạch tầm ăn dâu. Trọng thứ hai là giao hiếu với giáo hoàng để cho các giáo sĩ thực dân như Lacren, Fellorin, Ritot, Húc và các giám mục Việt Nam bản xứ được có đầy đủ trị ngoại pháp quyền để dễ đồng hóa và gia tô hóa dân tộc Việt ta, đem tổ quốc dâng hiến cho Pháp và La Mã. Trong thứ ba là đề nghị một số giám mục, linh mục, tình báo và Việt gian vào trong triều đình để dễ dàng đồng hóa, biến người Việt Nam trở thành người Pháp và nước Việt Nam trở thành một nước Pháp ở Á Châu. Một con người như thế, tại sao có nhiều người nhầm lẫn để ca tụng ông ta bằng những danh từ cao quý như Nguyễn Trường Tộ, nhà cải cách lớn của dân tộc này? Theo tôi, sở dĩ có tình trạng đó là vì mấy lý do. Một, thiếu sử liệu để đối chiếu những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ vào tình hình quốc Hà Nội và thế giới lúc bấy giờ. Hai, vì tác giả trích dẫn một số đoạn trong các bài trần tình mà không đọc kỹ toàn bộ bài đó và lồng nó vào các cái khung của tình hình thời đại lúc bấy giờ. Để biết cái hậu ý của Nguyễn Trường Tộ, nhất là trong bài Thiên Hạ Đại Thế Luận, Lục Lợi Từ và Tế Cấp Bắc Điều mà tôi đã phân tích. 3. Bị ám ảnh vì từ trước đến giờ ai ai cũng ca tụng cả, mình đâu có đủ hoặc có một số sử liệu để trình bày dưới cái nhìn từ những góc độ khác của lịch sử. 4. Bị thu hồn vào lối hành văn, tài tình, điêu luyện của Nguyễn Trường Tộ như cái gì không chứa đựng được hết gọi là lớn.
chồng chất thành đống nhiều lớp mà không chống chọi nhau, gọi là khéo. Nhiều thế lực khác nhau, nhiều tính tình khác nhau mà hợp được làm một, gọi là giỏi. Giáo môn luận, Trương Bá Cần, sách đại dẫn, trang 116 đến một trang 117. 5. Phát xuất lòng yêu tổ quốc, muốn cho dân giàu nước mạnh và thoát khỏi cái nhục bị đô hộ, nên các tác giả đã không tiếc lời ca ngợi. Những ai có tinh thần và có chương trình cánh tăng xứ sở, thúc đẩy bởi tâm tình yêu nước đáng quý đó, nhưng lúc ca tụng Nguyễn Trường Tộ lại thiếu đối chiếu những đề nghị của ông ta đối bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, nhất là không phân tích cẩn thận để xem những hư thực và hậu ý của Nguyễn Trường Tộ thập thò sau bức màn canh tăng là gì. Vì thế việc ca tụng ông ta không những sai lầm là những cá nhân, mà sai lầm trên tầm cỡ quốc gia qua nhiều thế hệ. Trong suốt hơn 130 năm qua, rất tiếc và đáng rất tiếc. Còn những người như linh mục Trương Bá Cần, tôi nghĩ ông biết rất nhiều về Nguyễn Trường Tộ, vì thấy có trích dẫn một số tài liệu mật của phái bộ truyền giáo hải ngoại Pháp. Nhưng có lẽ vì tình tôn giáo nặng hơn yêu tổ quốc, nên linh mục hình như chỉ vì vô tình và sơ hở lúc viết nên để lộ ra cho chúng ta biết một vài chi tiết nhỏ về giám mục tình báo Gautier. Thực chất ông thầy giáo trường kỷ luật, trường kỹ thuật và linh mục Việt Giang Nguyễn Hoàng, Nguyễn Điều và Nguyễn Trường Tộ mà tôi đã trích dẫn một phần trong đoạn viết về dùng giám mục, linh mục vào việc canh tăng. Hy vọng bài viết của tôi đã mở một lối đánh giá khá chính xác về Nguyễn Trường Tộ lúc đứng trên các góc độ lịch sử thời bấy giờ và căn cứ trên các sử liệu mà hầu hết các nhà văn thư mật được trao gửi giữa các viên chức Pháp trong các bộ hải quân, bộ thuộc địa, bộ ngoại giao và các nhà truyền giáo. Ở dưới cõi âm, ông Nguyễn Trường Tộ có nhận ra rằng thầy mình và các linh mục, giám mục người Pháp đều là phục vụ cho tổ quốc của họ. Họ có thể bị trách và bị lên án về hành động đó, nhưng không thể bị khinh. Còn ông là người Việt, tại sao lại thuộc loại lưng mềm, dễ uống, chạy theo chủ mới để bị muôn đời nguyền rủa? Tuy nhiên, nếu chúng ta cũng nên hiểu rằng Nguyễn Trường Tộ chỉ là một con lừa giữa rừng hay beo. Thế lực của kẻ mạnh lúc nào cũng muốn đồng hóa các nước yếu. Không phải chỉ có giám mục Bungina và giám mục Gautier của thầy Nguyễn Trường Tộ, mà khi thực dân Pháp sắp bại trận tại Điện Biên Phủ thì giáo hoàng Biobot thứ 12 vận động đề nghị Hoa Kỳ thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt để tiêu diệt dân tộc ta. Sau đó tại miền Nam, ngoại bang và Vatican đã bồng Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, hai người theo đạo Gia Tô, lên làm tổng thống của một quốc gia mà tín đồ đạo này chỉ chiếm chưa tới 10% dân số. Ngày nay, ý đồ đồng hóa ấy vẫn còn tiếp tục dưới những hình thức tinh vi hơn. Để thấy rõ điều đó, tôi xin trích dẫn 6 kế hoạch mà các tác giả Hồng Ngọc đã tế nhị khéo léo trình bày một cách bóc bẩy nhưng đúng đắn về sách lược của tôn giáo Tây Phương tại Việt Nam như sau. A. Ném đá dấu tay, xúi dục kẻ khác chống cộng để tạo mâu thuẫn, mà tiếc thay nhiều người bị trúng kế, dọn cổ cho họ xơi. B. Dùng phương tiện ngoại giao cấp cho làm giảm thiểu căng thẳng giữa đôi bên để bành trướng. C. Đút lót, hối lộ các quan công quyền để phát triển. D. Đưa một số khoa bản giúp việc cho các cơ quan, nhưng thực chất là để lấy tin và làm nội gián. E. Tạo điều kiện giúp phương tiện du học cho một số thành phần trẻ, con ông cháu cha, để trồng người, đợi chờ cơ hội chính trị lúc thời cơ đến. G. Thay đổi niềm tin người sắc tộc để lập các quốc gia nhỏ trong một quốc gia lớn. Hồng Ngọc, những đại pháp nạn của Phật giáo Việt Nam, trong cuốn Phật giáo trong thế kỷ mới, tập 1, giao điểm 1996, trang 113-114. Do đó, nghiên cứu để đánh giá các biến cố và sự kiện lịch sử sẽ giúp chúng ta có và các thế hệ mai sau
học được bài học ôm cố tri tâm. Mong ước của cuốn của sách của tôi nhân viết về Nguyễn Đường Tộ là đề nghị các sử gia chuyên về lịch sử Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc và Viện Sử học Việt Nam nên có một chương trình và kế hoạch sưu tầm các tài liệu mặt tại các thư khố Pháp và tại Bộ Truyền giáo Hội Hải ngoại Paris để có một lịch sử, một sự đánh giá chuẩn xác về các nhân vật lịch sử thời bấy giờ, trong đó có Nguyễn Trường Tộ. Còn bài viết của tôi cũng còn hạn hẹp, cần bổ túc rất nhiều. Ước mong các bậc cao minh chỉ giáo. California, ngày 30 tháng 1 năm 1998, Bùi Kha. Vậy là bài này đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trong thời gian qua. Vì sự cố đọc đi đọc lại nó cũng không trôi chảy lắm, mong quý vị các bạn thông cảm bỏ qua cho. Và sau mình sẽ tìm một đề tài khác để nghiên cứu thêm. Mời các bạn chú ý lắng nghe.